Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của em Toan Hàng Nhật Bãi ạ. Hôm nay em có một số hàng bãi Nhật mới về. Em xin giới thiệu với các bác đây. Em có một cái lưỡi búa của Mỹ nha. Em có một cái rìu US và một số rìu của quân đội Mỹ. Em có một cái đế để mũi khoan ạ. Và có một cái bào, hai cái bào mới tinh đây nha các bác. Em có một cái con dao của hãng Kasumi này. Kasumi 32 lớp thép vân Damascus. Và em có một cái xẻn con voi nhá, xẻn sinh tồn của con voi, hiệu con voi này. Và xẻn đây nữa ạ. Một số cào cuốc. Và em có một cái tai nghe nhá các bác. Một cái tai nghe. Một số kềm đây ạ. Hôm nay em lên video là mã C nhá các bác. Các bác xem video của em thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Không quên bấm vào nút chuông cho theo dõi để thấy em lên video được sớm hơn ạ. Hôm nay em lên mã C nhá các bác. Mã C đây. Em lên đầu tiên là em có một cái bình giữ nhiệt đây. Hai bình giữ nhiệt của Nhật nhá các bác. Hàng mới chưa qua sử dụng ạ. Một cái màu hồng, một cái màu trắng này, trắng kem nhá các bác. Hình thức của nó thì còn rất là mới ạ. Rất là mới luôn. Đây, trong đáy của nó, trong của nó đây ạ. Đấy, em vừa test thử hết rồi. Dung tích của nó là 75ml nhá các bác. 75ml. Màu sắc rất là đẹp này, những em bé đi học thì rất là ok ạ. Đây, em đo qua cái miệng của nó ạ. Nó là 7cm nhá. Và chiều cao của nó là 8cm ạ. Chiều cao là 8cm. Miệng với đáy bằng nhau. Cái nắp của nó đây ạ. Đấy. Dung tích là 75ml. Em bán là 240k một cái. Ai thích lấy màu nào thì gọi em ạ. Đây. 240k một cái nhá các bác. 75ml. Đấy. Hình thức của nó đây, rất là đẹp ạ. Đấy, và nó có chữ đây. Đây này thì chữ màu này. Đấy. Rất là dễ thương luôn, các em bé đi học thì rất là thích ạ. 240k một cái. Rồi em lên C2 nhá các bác. C2 là em có cái tai nghe ạ. Này, cái tai nghe. Hiệu của nó là Pro Max này các bác. Pro đây. Cái này thì là của nó là màu đen nhá các bác, màu đen. Nó cho mình cái dây cáp này, dây cáp. Nhà mình thì ai cũng xài cái này rồi thì biết rồi này. Mở Bluetooth lên là tự nó kết nối nhá các bác. Mình nên sử dụng cái này thì nó tiện hơn khi mình đi ra ngoài đường các bác này. Và nó cho mình một cái núm, mấy cái núm để mình thay đổi trong này. Cái này nó vẫn còn chưa qua sử dụng nha các bác. Nó có giấy tờ hết trong này này. Giấy tờ hết đây. Vẫn còn rất là mới ạ. Chưa qua sử dụng. Đây, giấy tờ của nó hết đây. Các bác mình mua về để sử dụng hoặc là tặng cho người thân. Rất là ok luôn. Một cái tai nghe. Còn mới ở trong hộp như thế này ạ. C2 em bán là 280 nhé các bác. C2 là 280 một cái tai nghe. Em qua C3, em có một cái cắp sạc. Cắp sạc nhé các bác. Hình thức của nó thì đây. Đấy, nó còn trong cái hộp như thế này ạ. Em mở ra cho các bác coi. Đây. Cái này thì có thể mình để lên này, mình đặt đồng hồ điện thoại mình theo chiều này lên. Mình xem, nó là cái đế luôn. Khi mình mở ra đây ạ. Đấy, mình mở ra đây. Này là nó những đầu nối nha các bác. Và những ba chỗ này thì để sim. Và nó có một cây này để mình lấy sim đấy các bác. Để cây này mình lấy sim. Đấy. Cho mình cộng dây đây để mình nối những cái đầu này lại đây ạ. Đấy, một cái cáp sạc như thế này. Đây mình nối này. Coi các bác cậy lên là nối cái này là gọi là cáp sạc thôi.
ai cũng sử dụng cái này rồi thì cũng biết ạ. C3 em bán 150 nhé các bác. C3 150. Một cái cáp sạc đầy đủ luôn. Và có thể làm đế để mình xem điện thoại được luôn. Đấy, một cái cáp sạc này là C3 em bán 150 nhé các bác. 150. Em qua C4 ạ. Em qua C4 em có một cái kho này các bác, kho ga. Hình thức của nó thì đây. Hình thức của nó thì đây ạ. Namisu à, Namiru này. Đấy, cái này là nó là đây. Hiệu của nó L3422 này. Cái đầu nó là đồng nhá các bác. Đầu là bằng đồng. Đấy. Đấy, em đo qua cái này cho các bác ạ. Nó rơi vào 18 cm nhé các bác. Rơi vào 18 cm. Một cái kho ga. Cái này là để chỉnh ga này. Đấy, khi em làm này là các bác nghe thấy à. Hình thức của nó thì rất là đẹp. Còn mới ạ. Chưa có chảy xước gì nhé các bác. C4 em bán 200k một cái kho ga ạ. Em qua C5 ạ. C5 mà em có một cái đầu xịt này. Hiệu top nhé các bác. Hiệu top. Đây hình thức của nó đây ạ. DG gạch ngang 10 này. Hiệu top. Em đo chiều này của nó cho các bác coi ạ. Đây nó rơi vào là 14 ạ. Và cái đầu đây của nó, đầu súng của nó đây, ngang lại là 17 nha các bác. Ngang lại là 17. Một cái xịt hơi này. Này rất là ok nhá các bác mình. Rất là ok. Đầu này thì chỉnh này, lắp hơi vào đây ạ. Đầu này thì lắp hơi. C5 em bán 200k. C5 200k nhá các bác. Em qua C6 ạ. Em qua C6 em có một cái đánh vẩy cá bằng đồng. Đánh vẩy cá bằng đồng. Rất là đẹp ạ. Răng còn sắc nguyên nhá các bác. Tay cầm của nó đây ạ. Em đo chiều dài của cây này. Chiều dài của nó là rơi vào 18 nha các bác. Cái này nó có 3 hàng răng. Đây, hàng răng của nó là 2 cm nhá các bác. 2 cm. Còn vẫn là mới, rất là mới luôn ạ. C6 em bán 100k. C6 100k. Em qua C7. C7 thì em có một cái dây này. Khi các bác thợ điện mình ấy có thể đi lên độ cao thì mình xài cái gì á thì mình móc qua vào cái này. Nhỡ nó không tuột tay nó rơi xuống dính người bên dưới ạ. Như kìm kiếp mình móc lại. Mình móc lại thì mình làm thoải mái, đập thoải mái. Ví dụ như nhỡ lỡ có rớt tay thì cũng không có dính người bên dưới. Này, một cái dây này rất là an toàn nhá các bác. C7 em bán 80k. C7 em bán 80k. Có hai cái khóa rất là này. Cái này thì mình móc vào hàng, còn cái này thì mình móc vào dây lưng của mình. Mình lấy búa ra mình đập thoải mái ạ. 80k nhé các bác. C7 80k. Em qua C8 ạ. Em qua C8 em có một bộ khóa đây các bác. Bộ khóa. Nó có 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 7 cây nhá các bác. 7 cây. Một đầu mở. Đầu vòng mà vòng nó còn lắt léo nhá các bác. Vòng còn lắt léo. Cây này 14 này. Cây lớn nhất là 17 ạ. À lớn nhất 19 các bác. 19 17 14 13 12, 10 và 8 ạ. Trên mỗi cây là đều có chữ khác lên nhá các bác này, chữ khác hết lên. Quan trọng là nó có thêm đầu lắt léo này các bác, tha hồ sử dụng như các bác thợ sửa xe mình thì ok lắm rồi. 7 cây đủ từ 10, từ 8 đến là 10 19. Từ 8 đến 19.
C8 em bán 360k. C8 em bán 360k một bộ khóa. Em qua C9 nhá các bác. Em qua C9 em có một cây bào. Cây bào nó còn rất mới ạ. Này, nó nằm trong cái túi của nó như thế này. Đây, em mở ra cho các bác xem. Lưỡi của nó, trên bề mặt lưỡi thì nó khắc chữ này. Lưỡi thì rèn thủ công, còn rất là mới luôn. Cây bào này còn mới, nguyên ở trong bịch. Và nó có số lên đây ạ. Số đây, chữ khắc trên đây. Trên lưỡi nó khắc này các bác. Lớp sơn mạ còn nguyên. Và bề mặt lưỡi đây ạ, rất là sắc bén. Em đo chiều dài của cây bào này. Cây bào này thì nó rơi vào là 25 năm nhé các bác. Ngang của nó là 7 ạ. Ngang của nó 7 sen và nó cao 3 sen nhé các bác. Cái phần lưỡi sử dụng của nó đây ạ. Lưỡi sử dụng nó rơi vào là 5 sen nhé các bác. Rơi vào 5 sen. Còn mới tinh ở trong bịch. Các bác thợ mình làm thì cũng được, hoặc là sưu tầm thì rất là ok. Nó còn mới như thế này ạ. Còn trong cái bao vải này. C9 em bán 200k nhé các bác. C9 200k. Đấy, cột lạ. Em qua C10 nhé các bác. Em qua C10. Em cũng có một cây bào. Những cây này thì nó không có trong túi, như tem mác của nó rất là nhiều đây. Tem mác của nó đây ạ. Cũng có số đóng lên đây. Và bề mặt lưỡi của nó đây ạ. Nó khắc, khắc thủ công, khắc rất là đẹp luôn các bác. Này có chữ này, những này nó khắc này như là, nói chung là rất là đẹp ạ. Em quay cận này cho các bác xem. À, trên này nó còn có thước luôn nha các bác. Đấy. Còn có thước luôn. Bề mặt lưỡi đây ạ. Không có răm mẻ gì hết ạ. Em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào cũng 25 năm ạ. Và ngang của nó là 7.4. Ngang của nó 7.4 và nó cao là 3.4 ạ. Cao 3.4. Một cây bào rất là sắc bén, còn mới ạ. C10 em bán là 180 nha các bác. C10 180. Em qua C11 ạ. Em có 5 cây tuyết này. Đầu tuyết nha các bác. Đấy. Mà nó lại làm theo kiểu hình dáng như thế này ạ. Này nó có chữ hết trên này, ra ban này các bác. Ra ban. Cây nào cũng có hết luôn ạ. Cây nào cũng có ra ban luôn. Và cây này là, em xem là số mấy, 14 này, 15 nhá các bác, 12, 10. Và cây này là 8 các bác nhá. 8, 15, 10, 12, 8. 5 cây. À, cây nào cũng có ra ban đóng lên nhá các bác. Cây nào cũng có ra ban đây. Rất là đẹp ạ. Em đo chiều dài của một cây nhá các bác. Em đặt thước phỏng ở đây để các bác nhìn này. Đấy. Một bộ mở đầu tuyết. Tuyết hai đầu luôn nhá các bác. Tuyết hai đầu luôn. C11 em bán 180 ạ. C11 180, 5 cây. Em qua C12 ạ. Em qua C12 nhá các bác. Em có một cây cắt dây điện này này. Size cực lớn luôn. Size cực lớn lên. Hoạt động ok nhá các bác. Này. Chốt mở đây, khóa mở lẫy của nó đây ạ. Này. Này là các bác thợ mình nhìn là thấy ok rồi, chữ của nó đây ạ. Còn mới, lưỡi mới tinh nhá các bác. Cái tay cầm này thì nó có bị dính dầu nhớt ngoài bãi thôi các bác, nhưng mà nó còn liền lạc nhá các bác. Tay cầm còn liền lạc. Còn trên này là lớp sơn mạ còn nguyên. Này cái đầu của nó đây ạ.
Đấy. Em để này là các bác biết rồi. Này. Hiệu của nó đây ạ. Size cực lớn. Này. Nó có khóa mở đây này nữa các bác, lấy mở đây. Đấy. Cây này mà còn mới ở trong bên Nhật là 6-7 triệu ấy nhá các bác. 6-7 triệu ấy. Em đo chiều dài của cây này ạ. Này, nó dài là 29 ạ, size cực lớn luôn nhá các bác. Còn rất là đẹp ạ. C12 em bán là 1.200.000 nhá. 1.200.000 các bác thợ. Em quay cận để các bác đọc được cái chữ này. Còn rất là đẹp ạ. Răng lợi của nó đây. Nói chung là em nhấn thế là các bác biết rồi, nghe tiếng của nó như thế là ngon nghẻ nhá các bác. C12 1.200.000. Em qua C13. Em có một con dao hiệu của Kasumi nhá các bác. Này, hiệu của Kasumi. Vân Madaket, nó Madaket mà nó có 32 lớp thép nhá. 32 lớp thép các bác. Này hiệu của nó đây ạ. Chữ hai mặt luôn. Da bàn này ạ. Cây này lưỡi của nó là vuông nhá các bác. Cây này các bác về thái đồ ăn ở trong bếp thì là các nhà hàng thì là ok lắm ạ. Size của nó là 30,2 nhá các bác. Size 30,2. Và lưỡi sử dụng của nó, bản lưỡi sử dụng của nó rơi vào là 17 năm ạ. 17 năm. Bản ngang của nó đây là 5 cm nhé các bác. Bản ngang là 5 cm. Cái giày của nó, bản ngang của nó là 5 cm. Một con dao của hãng Kasumi, 32 lớp thép. Em bán với giá là 1.600.000 nha các bác. 1.600.000. Em xem cái thước đâu, em đo chiều dày của nó. Xin lỗi các bác tí tẹo. Đây, chiều dày của dao đây ạ. Em đo sát cán nha các bác. 2.54. Một con dao hình thức của nó rất là ok. Hiệu của Kasumi, 32 lớp thép, Vân Madaket. Da bàn đây các bác. Hình dáng của nó rất là đẹp. Các bác thợ mình mà chỗ thái thịt bò hoặc là đầu bếp ấy, thì dùng con dao này thì mãi đỉnh luôn nha các bác. 1.600.000. Em qua C14 ạ. C14. Em có một con dao hiệu của Samulo nhá các bác. Samulo. Da bàn đây ạ. Hình dáng của con dao đây các bác. Hình dáng của nó đây ạ. Tay cầm đây nhá. Mà nó mũi nhọn. Khi các bác thợ mình mà thái thịt bò thì cái này mình gãy gân bò đi thì rất là ok, mũi nhọn thì nó tiện lợi cho mình thái thịt bò lắm các bác. Nó rơi vào 33 cm ạ. Rơi vào 33 cm. Bản ngang của nó chỗ lớn nhất nhá các bác. Nó rơi vào 5 cm. 5 cm và nó nhọn dần ra đằng mũi đây ạ. Chiều dài của lưỡi sử dụng đây. Chiều dài lưỡi sử dụng nó rơi vào 21. Và chiều dài của cây dao này nó là 34 ạ. Rơi vào 34 và dày của nó. Nó dày là 2.25. Cái cán nó đây, nó đóng suốt xuống tận đây nhá các bác. Chốt ba đinh này thì rất là chắc chắn, xài thì rất là bền rồi. Cây này thì là em bán C14 là giá là 320 nhá các bác. 320.000. Em qua C15. Em có một con dao này
của gạch măng nì nhá các bác, của Đức nhá. Cái vân cán nó rất là đẹp luôn ạ. Và cái lưỡi với cái khâu của nó đúc liền nhá các bác. Con dao này thì rất là bền luôn. Ba chốt này thì đấy các bác này, xem lưỡi của nó đây ạ. Rất là đẹp. Em đo chiều dài của cây dao này. Chiều dài của nó rơi vào là 44 năm ạ. Và chiều dài của lưỡi sử dụng đây ạ. Chiều dài của lưỡi sử dụng nó rơi vào 21 nha các bác. Bản ngang của nó là 4 cm. Bản ngang của nó là 4 cm. Chiều dày của dao ạ. 2.59 một con dao hiệu của Samuro. Hiệu của gạch Manny nhá các bác. C15 em bán 320k nhá các bác. 320k. Em qua C16 em có hai cái thước kẹp ạ. Hai cái thước kẹp. Hình thức của nó đây ạ, lớp sơn mạ của nó thì còn nguyên nhá các bác. Đây, size của nó thì em đo cho các bác đây. Nó rơi vào là 37.5 ạ. Size 37.5. Một cây thước. Đấy. Còn nguyên, chưa qua sử dụng luôn nhé các bác. Chưa qua sử dụng. Đấy, em mở này là các bác biết rồi. Các chốt, các ấy này là ok. Tay cầm của nó đây ạ. Rất là xuất sắc nhé các bác. Đấy, khi mình nhấn xuống này, mình đẩy lên này. Đấy. C16 em bán 160k nhé. Một cái ạ. 160k một cái. Và em có hai cái luôn. Em có hai cái nhé các bác. Hai cây thước kẹp. Ai mua một cái cũng được, ai mua hai cái cũng được. C16 160k. Em qua C17 ạ. Em qua C17 em có một cái xẻn này. Nó là các bác thợ mình làm bonsai đấy. Đây. Đấy, nó có chữ khắc đây, chữ Nhật đây ạ. Và trên lưỡi này của nó còn chia ra, chia này, chia độ này. Đấy, tay cầm của nó còn mới như thế này ạ. Rất là đẹp luôn. Các bác mình xúc đá cũng được, hoặc là mình xúc đường các thứ mình đóng vào bao, hoặc là mình làm bonsai cũng được ạ. Cây này thì nó chiều dài của nó là rơi vào 27 năm nhá các bác. Bản ngang của nó đây ạ. Bản ngang của nó là 7 cm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 15 ạ. Chiều dài lưỡi sử dụng là 15. Một cây xẻn nhỏ mini C17 em bán 100k nhé các bác. C17 100k. Em qua C18 ạ. Em qua C18 em có một cây mỏ lết răng nhé các bác. Này. Hiệu của nó đây. Hiệu của nó là Japan đây ạ. Hãng MCC này các bác. Nó bằng nhôm. Đây Japan đóng ở đây nữa ạ. Cây này thì nó còn chưa qua sử dụng luôn nhá các bác. Như là nó ở ngoài bãi nó có bị chảy xước thôi, nhưng mà nó chưa có làm nhá các bác. Răng lợi của nó vẫn còn mới ạ. Đấy, em mở cho các bác xem ạ. Cực nhẹ luôn. Răng lợi của nó đây ạ. Chiều dài của cây này thì nó rơi vào 23 cm nhé các bác. Rơi vào 23 cm. Của hãng MCC. C18 em bán 250 nhé các bác. C18 250 ạ. Em qua C19. Em có một cái cần này. Một cái cây cần này. Đầu của nó là 1/2 nhé các bác. Đầu của nó 1/2 ạ. Đầu 1/2. Em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào là 43 cm. Đây, nó rơi vào 43 cm các bác. Rơi vào 43 cm. Và cái đầu của nó đây ạ. một chấm ba hai chín nha các bác. 1.329. Này, nó có chữ đóng trên cái thân cây này ạ.
Cái cần này thì đầu 1/2 C19 em bán 160.000 nhé các bác. C19 160.000 ạ. Em qua C20 nhé các bác. C20 thì em có một cái bộ dây bảo hộ. Một bộ dây bảo hộ còn rất là mới luôn. Mới 95% luôn. Này cái móc của nó đây các bác. Móc của nó đây em kiểm tra rồi. Đây chữ của nó đây. Đấy, chữ Nhật này. Cái này là có logo kiểm định luôn này các bác. Nó cho mình sợi dây dùng này các bác. Còn mới tinh như thế này ạ. Đấy. Và cái sợi dây này là ở ngang bụng nha các bác. Còn mới tinh luôn. Các loại móc ạ. Các loại móc luôn. Em kiểm tra hết cái này thì mình móc lên. Còn cái này thì đây, có chữ đây ạ. Chữ Nhật hết đây nha các bác. Trên sợi dây có chữ luôn. Còn rất là mới ạ. Và là có cái túi này để cho các bác mình đựng kìm búa đinh ở đây. Khi mà các bác trèo lên nó dây rơi tự do như thế này, nhưng mà đột xuất giật này. Đấy các bác, thấy không? Rất là an toàn luôn. Nó còn mới 95%. Các bác thợ mình nên mua những cái này để mình lên cột điện hoặc là mình trèo ở độ cao, mình không có sợ nha các bác. Cọng dây này nó đầy đủ mà còn rất là mới 95%. Em bán C20 là 450k nhé các bác. 450k một cọng dây. Còn mới rất là đẹp, đầy đủ luôn. Dây chưa có chảy xước một cái gì ạ. Người ta chỉ xài lướt chắc 1-2 lần thôi các bác. Này, do nó vận chuyển thì nó có hơi bị thế này thôi. Như này thôi là biết là xài 1-2 lần thôi nhé các bác. Xài 1-2 lần thôi. C20 em bán 450k. Các bác mình mua này về đi cho nó an toàn nhá. Em qua C21 ạ. Em qua C21 nhá các bác. Em có một cây xẻng con voi này. Này. Lớp sơn mạ nó còn nguyên. Da ban đóng đây ạ. Này. Một cây xẻng cực đẹp luôn các bác. Mình để lên xe hơi hoặc là sưu tầm. Tem mác của nó còn đây ạ, tay cầm vẫn còn nguyên nhá. Đấy. Khi các bác mình vặn mở này ra thì nó làm một cây cuốc này. Và đầu này cũng cuốc được nha các bác. Đầu này cũng cuốc được. Và khi mình gấp lại, mình để vào ba lô ạ. Này. Đi du lịch thì mình cầm đi, đi phượt á, mình vào rừng rồi mình để lên xe hơi, xe mình có vấn đề gì thì mình xử lý rất là ok nhá các bác. Khi mở ra thì nó là cái xẻng. Các bác vặn chặt lại, siết chặt lại là một cây xẻng. Tay cầm của nó đây. Em đo chiều dài của cây xẻng này nó là 60cm nha các bác. 60cm. Lưỡi sử dụng của nó, lưỡi sử dụng của nó là nó rơi vào là 18.5 ạ. Và bản ngang, bản ngang là của nó là 14 nha các bác. Bản ngang 14. Đằng trước đằng sau đây em quay cận lại cho các bác xem. Đây, hiệu con voi da ban. Cán vẫn còn tem mác nha các bác. C21 em bán là 550k nhá. 550k một cây xẻng hiệu con voi, rất là đẹp, nguyên lớp sơn mạ vẫn còn mới. Cán cũng vẫn mới ạ. C21 550 nhá các bác. Em qua C22 ạ. Em qua C22 em có một cây cưa nhé các bác. Một cây cưa này. Nó còn trong cái hộp như thế này ạ. À. Trong cái vỏ của nó đây. Hai cây cưa đây. Đấy. Rất là ok nhé các bác. Hai cây cưa thì là tay cầm của nó vẫn còn mới này. Tay cầm của nó vẫn còn mới. Răng này của nó là vẫn còn yêm nhé các bác. Chưa có chầy chợt gì hết ạ. À. Này, hai hàng răng
Cái này thì nó nhuyễn hơn nhá. Cái này thì răng nhỏ hơn nhá các bác. Em đo chiều dài của một cây này. Cây nhỏ thì nó rơi vào là 31 ạ. Cây nhỏ nó rơi vào 31 cm và cây dài thì nó rơi vào là 38 cm nhá các bác. Rơi vào 38 cm. Cây này thì còn tem mác này các bác. Đấy, cây này thì cán nó rất là mới ạ. Nằm trong cái hộp như thế này. Khi các bác mình vào rừng cắt thì mình đeo cái này vào, hoặc là lên cây trên cao để mình cắt cành thì mình đeo cái này vào dây lưng, mình cắt một cái nào mình sử dụng cái nào cũng được ạ. C22 em bán là 220k nhé các bác, 220k. Em qua C23, em qua C23 em có một cây xẻng này các bác. Một cây xẻng này cũng hiệu hiệu con voi nhé các bác. Hiệu con voi đây ạ. Lớp sơn mạ nó còn nguyên mà nó bằng thép ạ. Chiều dài của nó thì 82 cm. Tem mác của nó đây. Trên cán cũng có tem con voi đây ạ. Tay cầm trợ lực nhé các bác. Nguyên thép không ạ? Nguyên thép không. Và chiều dài của lưỡi sử dụng ạ. Chiều dài của lưỡi sử dụng thì nó rơi vào là 21 cm. Bản ngang của lưỡi ạ. Bản ngang của nó thì nó rơi vào là 16 năm. Nó rơi vào 16 năm. Một cây xẻng mũi nhọn nhá các bác. Những cái vết này là do nó vận chuyển thôi. Do nó vận chuyển nó chảy xước thôi các bác. Các bác mình sưu tầm cái cây xẻng hiệu con voi này thì là rất là đỉnh luôn. Đấy, em quay trước quay sau đây ạ. Tay cầm của nó đây. Này chưa qua sử dụng còn mới tinh luôn nhá các bác. Còn rất là mới ạ. C23 em bán 420 ạ. 420. Em qua C24 ạ. C24 thì em có một cây gậy dành cho người lớn tuổi nhá các bác. Gia đình nhà mình thì có ông bà, bố mẹ mình thì đều là lớn tuổi hết rồi ạ. Cái dây cây này thì là cây gậy này nó kết nối với nhau là bằng một sợi dây dù ở bên trong này các bác. Và nó có 5 khúc nữa các bác. 5 khúc. Cái đế của nó đây ạ. Nó 4 miếng cao su này để nó bám vào đường rất là chắc chắn luôn. Ma sát của nó rất là cao. 1 khúc này, 2 khúc này, 3 này, 4 này, 5 này. Và nó có những cái này để mình tăng độ cao thấp ạ. Mình kéo dài đấy các bác. Này, những cái này là để mình tăng cao thấp. Chỉnh độ cao của người mình sử dụng đấy ạ. Đấy, và có cái này để khi mình sử dụng xong mình có thể mình treo lên tường. Và cây gậy này thì nó dài tối đa 60. Nó khoảng là 8 mấy cm nhé các bác. Khoảng 85, 86 cm. Tay cầm của nó thì rất là êm ạ. Đây, em tay cầm của nó rất là êm này. Và nó cho mình một bóng đèn đây. Khi các bác nhà mình mà đi tối, chống gậy ra buổi tối thì cái đèn nó sáng đây ạ. Soi xuống đường nha các bác. Cái này thì là nó có cái pin, con pin cúc áo thôi. Các bác thợ mình mua về thì lắp vào. Đó. Không thì tắt đi đây. Nếu mình đi tối thì mình mới sử dụng, chứ không mình trúc xuống thì mình soi đường này, không thì mình soi ngang. Đấy, nó kết nối bằng một sợi dây dù. Các bác nhà mình mua về thì tặng cho người thân nhà mình, người nó già đấy các bác, và không sử dụng nữa thì mình có thể mình mở ra mình gấp khúc lại này. Đấy. Và mình cột lại. Một cây gậy này thì là rất là có nghĩa luôn nhá các bác. Cha mẹ mình lớn tuổi hoặc là ông bà, người thân mình. Một cây gậy này kết nối bằng một sợi dây dù thôi nhá các bác. Gấp gọn lại dễ thương. C25 24 em bán 250k nhé các bác. C24 250. Em qua C25 ạ. Qua C25 em có một cái cây cắt cành trên cao. Hình thức của nó thì đây ạ. Tay cầm của nó đây nhé các bác. Tem mác của nó thì bong chóc rồi. Và nó có một cái lưỡi cưa đây. Một cái lưỡi cưa này thì lưỡi nó vẫn còn ạ. Sắc bén, chưa có một cây nào là lưỡi nào mà bị chảy chợt nhá các bác. Bề mặt của lưỡi này còn đầy sắc bén, nó chỉ gãy một
một cái mủ nó ốp vào đây thôi để cho nó cứng thôi các bác. Đấy. Và khi các bác mình mở ra đây, kéo là ra. Nhấn này nó kéo lại. Đấy. Cây này thì nó thu lại là 1m2 và nó dài 2m nhá, dài 2m. Em cũng nói luôn này, cây này thì nó mất một cái lò xo ở đây. Các bác thợ mình mua về là chỉ mua cái lò xo lắp vào thôi là xài. Không thì không thì vẫn mình xài như thế này thì vẫn được, nhưng mình nó có cái lò xo nó trợ lực cho mình thôi. Em con gái em không biết mua ở đâu. Dài thì là 2m và thu lại là 1m2. Lưỡi của nó thì nó bị gãy mất một tí chỗ nhựa ốp vào đây thôi, không có ảnh hưởng gì các bác nhá. Không có ảnh hưởng gì hết ạ. Hoạt động bình thường. Cây này thì C25 em bán 400k nhá, C25 400k. Em qua C26 ạ. Em qua C26, em có một cái cây cắt bờ rào nhá các bác. Cây cắt bờ rào. Em đo tổng thể của cây này thì nó là 60 cm. Nó dài 60 cm. Nó còn tem mác nha các bác. Tay cầm của nó rất là mới ạ. Lưỡi của nó thì nó rèn thủ công. Nó làm là lớp này này. Lớp có sọc sọc này nhá các bác. Lớp sơn mạ thì còn nguyên ạ. Lưỡi thì sắc bén. Lưỡi thì sắc bén. Cái ốc này có thể mình tháo ra được để mình vệ sinh hoặc mình mài nhá các bác. Cây tem mác nó còn này. Lưỡi sử dụng của nó, lưỡi sử dụng của nó thì nó rơi vào là 15 ạ. Rơi vào 15 nhá các bác. Cái lưỡi của nó là hai lớp thép rèn thủ công. Hai lớp thép rèn thủ công. C26 em bán 180 các bác, 180. Em qua C27 ạ. Em qua C27 em có một cây này thì là để các bác cuốc đất dùng ở trong bonsai ấy các bác. Hai bên lưỡi này thì sắc bén này. Cái tay cầm của nó vẫn còn nguyên nhá các bác. Tem mát. Đấy, em đo chiều dài của cây này. Chiều dài của nó thì nó rơi vào là 37 ạ. Rơi vào 37 cm. Lưỡi sử dụng của nó đây. Lưỡi sử dụng của nó đến chỗ nhọn nhất ấy là 11 cm nhá các bác. 11 cm. Bản ngang của nó đây ạ. Bản ngang của nó rơi vào là 6 cm nhá. Rơi vào 6 cm. C17 em bán 100k. Em qua C18 ạ. Em có một cây này cũng các bác có thể cào gốc cây và các thứ, như nó còn trong cái bịch vẫn còn mới như này các bác. Lưỡi của nó thì là rèn thủ công nhá, ba lớp thép luôn các bác. Và nó làm cái vân của nó đây ạ. Đấy, lớp sơn mạ thì còn mới tinh luôn, cán của nó đây. Cây này thì em đo chiều dài của nó. Nó rơi vào 33.5. Và lưỡi sử dụng của nó đây ạ. Lưỡi sử dụng nó là 12.5 nhá các bác. 12.5. Khi các bác mình làm cỏ rồi cuốc bới như thế này rất là dễ, bởi vì nó nhỏ gọn nhá các bác. C28 em bán 120 ạ. Qua C29 thì em có một cái cuốc này. Đấy, lớp sơn mạ cũng còn nguyên nhá các bác. Lớp sơn mạ còn nguyên. Tem mác của nó đây ạ. Tem mác đây. Lưỡi sử dụng của cái cuốc này nó rơi vào 10 cm các bác. Và chiều dài của nó đây ạ. Chiều dài của nó là 7.5 ạ. Cán sử dụng của nó là nó rơi vào là 31 cm nha các bác. Rơi vào 31 cm. C29 em bán 100k. Và nó có cái dây khi mình làm mình móc lên, làm xong mình móc lên bờ rào bờ tường của nhà mình. 100k. Em qua C30 ạ. C30 em có một cái búa hai đầu đóng ạ. Búa hai đầu đóng. Cái này thì là tem mác của nó đây. Và nó có số trên búa đây là 375 nha các bác. Hai đầu đóng còn mới này. Cây này còn rất là mới, chưa qua sử dụng luôn ạ. Tem mác của nó vẫn còn trên tay cầm đây ạ. Chiều dài của một cây này là 33.5. Chiều dài của hai đầu đóng nó là rơi vào 9 cm. Rơi vào 9 cm. Và cái đầu đóng của nó đây ạ. Nó rơi vào 2.5 nhé các bác. Rơi vào 2.5. Này, nó đổ một lớp keo trên này. Rất là chắc chắn luôn. C30 100k. Em qua C31 nhé các bác. Cũng một cây búa này, búa gò ạ. Một đầu đóng, một đầu gò nhé các bác. Một đầu đóng, một đầu gò. Vẫn còn nguyên lớp sơn mạ.
cán búa vẫn còn mới nha các bác. Cây này thì em đo chiều dài tổng thể của nó là 33.5 và chiều dài của đầu đóng này nó rơi vào 12 ạ, rơi vào 12 này, nó đổ lớp keo đấy, rất là chắc chắn luôn nha các bác. Một cái búa gò C31 em bán 100k. Em qua C32 ạ. C32 em có một cây búa này, nó của Đức nhá các bác. Của Đức ạ. Cái tay cầm của nó hai cấp độ cầm. Này, rất là còn rất là mới chắc chắn luôn. Đấy. Trên đầu búa nó còn khắc đây ạ. Đấy. Chốt của nó đây, nhìn thì là mãi đỉnh rồi. Đây nó còn chữ FT này nữa ạ. FT này nữa. Một đầu đóng, một đầu gò luôn nhá các bác. Tay cầm của nó rất là mới luôn. Em đo chiều dài của cây này tổng thể của nó là 32 ạ. Tổng thể của nó là 32 nhá các bác. Và đầu đóng của nó đây, nó rơi vào là 11 năm ạ. Rơi vào 11 năm. Cho các bác nhìn lại này. Đấy. Và hiệu của nó là FT nữa này. Tay cầm thì xuất sắc luôn. Một cây búa C32 này em bán 250 cho các bác. 250 ạ. Em qua C33 ạ. Em có một cây rìu tai voi ạ. Cây rìu tai voi. Nó có 3 tia và có chữ đóng trên bề mặt đây. Này, em quay cận này, đằng trước đằng sau đây. Lớp sơn mạ của nó vẫn còn mới nha các bác. Đầu chốt của nó đây ạ. Tay cầm còn mới nha. Em đo chiều dài của cây này, nó rơi vào 36 ạ. Nó rơi vào 36. Và chiều dài của lưỡi sử dụng đây 12 ạ. Bản ngang của nó là nó rơi vào là 10 nhá các bác. Rơi vào 10 cm. Lưỡi mài hai mặt. Lưỡi mài hai mặt. Cây này nó rèn thủ công nhá các bác. Nó có mấy tia này để tản lực nhá các bác. Đấy, ba tia này. Một cây rìu rất là tai voi, rất là đẹp. C33 em bán 300k. C33 bán 300k. Em qua C34 ạ. Em qua C34 thì em có mấy cây rìu của Mỹ nhá các bác. Cây rìu của Mỹ. Cây này thì nó trang bị là lưỡi búa là hiệu là của nó đây. Angle nhá các bác. Này. Nó có chữ Angle. Có logo hình con chim phượng hoàng ạ. Logo hình con chim phượng hoàng lửa. Cái này thì là em tra ở trên mạng thì là nó là trang bị cho hãng hàng không. Cái này là của phi công Mỹ các bác. Nguyên lớp sơn mạ em để nguyên zin luôn. Nguyên zin luôn. Đầu đóng của nó đây ạ. Đấy, tay cầm của nó nhá các bác. Tay cầm của nó. Và cây này thì nó nặng là gần 1 kg 2 nhé các bác, gần 1 kg 2. Sunango hiệu của có logo hình con chim phượng hoàng lửa, lớp sơn mạ nó vẫn còn y nguyên, em để nguyên zin luôn đấy. Cán nó là dài 40 ạ. Dài 40. Cây này thì là lưỡi sử dụng của nó đây các bác. Lưỡi sử dụng của nó là rơi vào là 16 năm. Chiều dài của lưỡi đấy ạ. Và bản ngang của nó là 8.2 nhé các bác. 8.2. Một cây rìu đây ạ. Có hiệu con chim phượng hoàng lửa nhé các bác. Chữ Sunango. Đấy. Trong này thì nó có thể còn chữ nữa nhưng mà em để nguyên zin nhá các bác. Để nguyên zin. Về các bác mình khám phá. C34 em bán 580 ạ. C34 là 580. Em qua C35 ạ. C35 thì cây này. Cây này cái logo của nó cũng đóng đây các bác. Nó cũng có con chim phượng hoàng lửa nhá các bác. Đấy. Tay cầm của nó đây ạ. Lưỡi của nó đây nhá các bác. Lớp sơn mạ rất là dày. Lớp sơn mạ rất là dày. Cây này thì nó nặng là
Cây này thì nó nặng đúng 1,2 kg nha các bác. Nặng 1,2 kg. Và nó có cán của nó thì bị thế này này các bác. Nó có một lớp vết này thôi, nhưng mà không rất là nông thôi, nó chỉ hơi ấy một tí thôi ạ. Và đây, cán của nó đây. Em đo chiều dài của cây này, cán nó hơi ngắn hơn nha các bác. Nó rơi vào là 35 năm. 35 năm. Chiều dài của lưỡi sử dụng đây, nó rơi vào là 16.5 các bác, 16.5. Và lưỡi sử dụng của nó ạ, lưỡi sử dụng của nó là 8.5. Cây này nặng đúng 1,2 kg. Logo của nó đây, có hai con chim phượng hoàng lửa đây này, có con chim phượng hoàng lửa đấy, logo của nó đấy ạ. Cây này em cũng bán C35 là 580 nha các bác. C35 cũng 580. Em qua C36 ạ. C36. Đây, cái này cũng logo của nó đây ạ. Logo của nó đây, hiệu Sunango nha các bác. Đầu của nó đây ạ. Cây này thì lại cán lại ngắn đây các bác. Nó có số trên cán nữa luôn. Số trên cán nữa luôn. Đấy. Lớp sơn của nó rất là dày luôn các bác, rất là dày. Lưỡi của nó đây ạ. Đấy, em đo chiều dài của cây này. Cây này thì nó ngắn nhất này, nó rơi vào là 32 cm nhá. Tổng thể là 32. Và lưỡi sử dụng của nó, lưỡi sử dụng của nó là 16 ạ, 16 cm. Và bản ngang của lưỡi ạ, bản ngang của nó là 8.5 nhá, 8.6 nha các bác, 8.6. Em quay gần hình thức của cây này đây. Hiệu Sunango. Đấy. Đây nó còn một lớp sơn mạ của nó dày lắm các bác. C36 580, cây này thì cán rất là đẹp ạ. Cán rất là đẹp. C36 580. Em qua C37 ạ. C37 nha các bác. Em có một cây dìu Mỹ. Ok. Hiệu US này các bác. Này, US. Mà nó sản xuất năm 1944 ạ. Cây này là đời cao nhất, đời là ấy nhất ạ. Đỉnh nhất đó các bác. Này, US. Sản xuất năm 45 là không nói rồi nha, là cái đấy là còn có một số cây như cây sản xuất năm 44 này là rất là hiếm nha các bác. Rất là hiếm. Và đầu đắng của nó đây ạ. Rất là đẹp, hình thức của nó rất là đẹp luôn. Cán zin ạ. Em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào 33 ạ. Rơi vào 33. Chiều dài của lưỡi sử dụng đây. Nó là 13. Chiều dài là 13. Và bản ngang của lưỡi đây ạ. Nó rơi vào 8,5 ạ. Rơi vào 8,5. Cây này thì lưỡi búa là hiệu của nó là hiệu Cane nhé các bác. Này. Cane So. Hiệu của Cane So. Cây này thì nó nặng 2,5 kg này. Cây này là nặng này. Đây này, nó sản xuất năm 1944 ạ. Đấy, sản xuất năm 44, có chữ US này. Em quay rất là cận để cho các bác nhìn. Đời thì rất là hiếm nhá. Năm 1945 á thì còn có đôi ba cây, nhưng năm 44 này thì rất là hiếm. C37 em bán 1.500.000 nhá. 1.500.000 một cây dìu US. 1.500.000. Hình thức của nó còn rất là đẹp đấy các bác. Tay cầm của nó rất là ngon. Sản xuất năm 1944. 1.500.000. Này, năm 1944 US. 1.500.000 các bác nhá. Rồi em lên một cái lưỡi búa nữa các bác. Em lên một cái lưỡi búa nữa. Hiệu của Canesso này. Lưỡi búa hiệu của Canesso.
cây búa lưỡi này thì nó là siêu to rồi, mà hiệu của nó cái này người ta đây, nó là thép là cực kỳ rồi, là chất lượng rồi các bác, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, em đo chiều dài của cái lưỡi này nó rơi vào là 22 năm, và bản ngang của cái lưỡi búa này nó là 13 cm. Và cái lưỡi búa này nó nặng 2,5 kg nhá các bác, nó nặng 2,5 kg. Khi các bác mình mua thì em tặng cho các bác một cái cán này nhá, tặng á về các bác có thể đấy chêm nó, các bác lắp nó vào cái búa này. Cây búa này là gỗ của gỗ Mỹ luôn đấy nhá các bác, gỗ của Mỹ luôn đấy, thì em tặng cho các bác cái cán này. Nếu mà em cân cả cán này á, thì nó rơi vào 3,2 kg, 3,3 kg, cái lưỡi này cực lớn đấy, cực lớn, còn mới nguyên lớp sơn mạ luôn, rất là láng mịn ạ. Này, hiệu của can này so nó là trên cả thép không dỉ á các bác. Này, hiệu này là trên cả thép không dỉ, nặng 2,5 kg, lưỡi siêu khổng lồ luôn các bác. Các bác thợ mình mà sưu tầm thì cái này thì rất là ok. C38 em bán 1,2 triệu. Cán này thì không phải vào cái lưỡi này, nhưng mà em tặng thì các bác mình có thể mua về này thì sẽ gọt một cái thôi là đưa vào thôi các bác nhá. Đấy, đấy một cái là đóng vào thôi, các bác chêm là đưa vào. Cái này thì em tặng ngoài nhá. Cây này thì nó dài là 80 á, cán của Mỹ luôn nhá các bác, một cái lưỡi rất là đỉnh luôn. C38 em bán 1,2 triệu. Đầu đóng của nó vẫn còn mới chát luôn, lưỡi của nó đây ạ. Em qua C39 nhá các bác, em qua C39 ạ. Em có một cây rìu đây, C39 em có một cây rìu, nó còn trong cái vỏ rùng này nhá các bác. Khi các bác mình đi phượt, đi chơi hoặc mình để lên xe hơi được, sưu tầm ạ. Này cái lưỡi nó này, các bác mở đầu này kéo lên. Đấy, nó cho mình một cái đoạn dây này, có thể mình treo, mình làm cái gì cũng được, móc vào đâu cũng được. Chiều dài của cái cây rìu này nó rơi vào 37 cm nhá các bác, rơi vào 37. Và chiều dài của lưỡi sử dụng đây, chiều dài của nó là 19 cm ạ, 19. Lưỡi sử dụng của nó đây ạ, nó là 10 nhá các bác, lưỡi sử dụng là 10. Này, lớp sơn mạ còn nguyên ạ, lớp sơn mạ còn nguyên. Khi các bác mình sưu tầm hoặc là đi phượt, đi chơi vào rừng thì mình dùng cái này. Đấy, khi mình lắp vào thì là mình cho vào đây ạ. Đấy, mình đóng lại ạ. Cái lớp dù của nó may nó rất nhiều chốt này các bác, mình giật là nó bung ra đấy ạ. Đấy, lớp dù của nó này may rất là chắc chắn luôn ạ. Tay cầm của nó đây, nó có những cái này để mình nắm nó chắc chắn nhé các bác. C39 em bán 340k nhá, 340k. Em qua C40 ạ. C40 em có một cây cắt cành nhá các bác, kéo cắt cành. Này, nó có cái chốt của nó này bằng sắt luôn, không bao giờ hỏng. Nếu mà bằng da thì nó hay bị rách dưới da đấy các bác. Lò xo chữ V đây. Cây này thì là có chữ khắc trên bề mặt ạ, chữ khắc trên bề mặt đây. Bên này chữ khắc bề mặt, bên này nữa là ốc bằng đồng nhá các bác. Lưỡi thì đầy sắc bén, cây này nó chưa có xài nhiều nên lưỡi nó còn đầy như thế này ạ. Lớp sơn mạ của nó thì vẫn còn láng mịn nhá các bác, còn láng mịn. Cây này thì size lớn ạ, cây kéo cắt cành này thì size lớn. Em đo chiều dài của nó là 21 năm ạ, chiều dài của 21 năm. Này, chữ đóng mặt này này, chữ đóng mặt này này, ốc đồng này, size lớn này.
C40 em bán 380 ạ. C40 380k. Em qua C41 ạ. Em có một cây kìm chết, kìm điện ạ các bác. Lò xo chữ V này. Và nó cái lưỡi cắt này, lưỡi cắt này. Lưỡi cắt rất là khít này ạ. Lưỡi tuốt dây điện này. Răng lợi của nó đây ạ. Lớp sơn mạ nó còn nguyên nhá các bác. Tay cầm thì liền lạc ạ. Tay cầm liền lạc. Em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào 22 ạ. Rơi vào 22 cm. Đây chỗ này là nó tuốt dây điện này. Bấm bấm dây điện này nó có 20, 18, 16, 14, 20 những cái lỗ để tuốt đấy ạ. Đấy, lưỡi cắt sắc bén nha các bác. Còn rất là khít ạ, đầu của nó đây. Rất là chắc chắn khít luôn. C41 em bán 140 ạ. C41 140k. Em qua C42 ạ. C42 thì em có một cây kìm này, size lớn luôn nhá các bác. Tay cầm thì liền lạc ạ. Mới cái cây này nó xài lướt 1-2 lần thôi nhá các bác. Này, phần lưỡi cắt của nó đây ạ. Rất là mới luôn. Răng lợi của nó đây, em quay gần lại cho các bác xem. Làm như chưa xài nhá các bác nha. Đấy, có da ban nóng này các bác. Tay cầm của nó ok chưa? Kìm điện thì bao giờ nó cũng phải có vỏ bọc này để các bác chống giật nhá các bác. À, em đo chiều dài của nó là rơi vào 22 cm ạ. Rơi vào 22 cm. Một cây kìm size lớn. C42 em bán là 250 ạ. C42 250 các bác mình nhá. Em qua C43. C43 thì em có một cây thước thủy. Cây thước thủy này thì nó có 3 đồng hồ nước các bác. 3 đồng hồ nước nó còn mới. Của hãng Tajima thì là rất là ok rồi các bác. Của hãng Tajima nó còn trong hộp này. Em không có mở ra nữa nhá các bác. 3 đồng hồ nước này. 3 đồng hồ này đấy các bác thấy không? Nó cân chiều đứng này, chiều ngang này. Đấy, và chiều này nhá các bác. Của hiệu là Tajima. Em đo cái thước này ạ. À, nó rơi vào là 16 ạ. Nó rơi vào 16 cm. Nó có lớp 5 châm để các bác đặt nó không có đổ nhá các bác. Khi các bác đo là nó không có đổ này. Em đặt cái thước vào là nó hít như này ạ. Và bản ngang của nó ạ. Bản ngang của nó là 4.5 nhá các bác. Bản ngang của nó là 4.5. Một cây thước thủy 3 đồng hồ nước của hãng Tajima. À, em bán là 430 nhá các bác. À 350 ạ, xin lỗi ạ. 350k các bác. 350k một cây thước thủy. À, em qua 44 ạ. C43, C44. Em có một cái cưa lá nha các bác. Cưa lá này. Còn mới tinh luôn á. Nó có hai hàng răng này nhuyễn nha các bác. Chưa có một cái nào ấy cả. Và răng bên này cũng còn sắc bén luôn nha các bác. Rất là mới ạ. Đây tay cầm của nó đây. Cây thước lá này thì rất là dài nha các bác. Nó rơi vào khoảng độ 70-70 cm ạ. 70 cm. Và lưỡi sử dụng của nó đây ạ. Lưỡi sử dụng của nó rơi vào 27.5 ạ. 27.5. Bản ngang của nó đây. Bản ngang của nó rơi vào 9 cm nhé các bác. Răng một bên nhuyễn, một bên lớn ạ. Còn vẫn còn nguyên, chưa có chảy xước gì nhá. Mà nó có chữ ở tận trong cán này này các bác. Đấy. C44 em bán 120 nhé các bác. 120. À, em có một cái cưa lá nữa là C45. Nó còn trong cái vỏ này. Đấy. Chữ Nhật đây ạ. Em mở ra cho các bác mình xem. Còn chưa mở ra đấy ạ. Này. Chữ khắc trên bề mặt nó đây ạ. Cây này thì nó
rất là nhuyễn cho các bác, răng của nó rất là nhuyễn này. Do em giật cái giấy nó dính vào đây. Đây, lưỡi bên này thì nó như thế này đây ạ. Tem mác trên cán còn nhá các bác. Cây này thì chiều dài của nó là 60 ạ. Nó rơi vào 60 cm. Và lưỡi sử dụng của nó là 25 cm nhá các bác. Bản ngang của nó đây. Chỗ lớn nhất ấy ạ. Chỗ lớn nhất ấy nó là 10 nhá các bác. Chỗ là 10. À, nó còn nằm trong cái bọc giấy. Này, nằm trong bọc giấy như thế này. Khi các bác mình làm xong thì lại cho vào này, đóng lại ạ. À, cây này thì em bán C45 là 140 nha các bác, 140k. Em qua C46. Đây. Đây cái này 47 ạ, C47. C47 thì một con dao ở trong hộp này nó có chữ đóng ở trên đấy đây. Đấy, một con dao chặt nhá các bác. Hình thức của dao đây ạ. Nó có rãnh này, tàn lực này. Sống dao thì còn rất là đẹp ạ. Còn rất là đẹp. À, lưỡi mài một mặt nhá các bác. Cây này thì thép nó rất là sáng ạ. Khi các bác mình chặt gà, chặt vịt, chặt củi vẫn ok nhá các bác. Nó rơi vào 35 xăng nhá. Chiều dài lưỡi sử dụng ạ. Lưỡi sử dụng của nó là rơi vào là 18 cm. Bản ngang của dao đây. Bản ngang của nó là 5 ạ. Bản ngang là 5 cm. Và chiều dày của con dao này, chiều dày của dao ạ, 6.61 nha các bác. 6.61. Hình thức rất là đẹp ạ. Còn trong vỏ, còn trong hộp gỗ C47 em bán 420. Cái vỏ gỗ của nó có chữ luôn nha các bác. Các bác mình vào rừng thì là đeo con dao này rất là ok ạ. Đấy. Đây, lớp vỏ của nó đây ạ. Tay cầm của nó còn rất là đẹp nha các bác, còn mới luôn. C47 em bán 420. Em qua C48 ạ. Em có một cái đế này là để đây, hình thức của nó đây ạ. Đây nó bằng gang. À, nó để cắm mũi khoan lên ạ. Đây nó có các số này để mình cho mũi khoan vào đây. Đây, hiệu của nó đây ạ. Hiệu của nó là Stan này. Đấy, em quay cận đây là các bác nhìn này. Từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này này. Những số này này ạ. Để mình để mũi khoan lên. Khi các bác mình làm thì chỉ cần nhúp lên là xài thôi. Đấy. Lớp sơn mạ của nó thì còn nguyên. Chỗ này thì nó có hơi chảy xước một ít thôi ạ. Nhưng chữ nó khắc nổi lên nhá các bác. Chữ khắc nổi. Chiều dài của cây này, chiều dài của nó đây ạ. À, nó rơi vào là 17.5 ạ. 17.5. Và ngang của nó là 7 xăng nhá các bác. Chiều cao của nó là 4 ạ. Chiều cao của nó là 4. Một cái đế để mũi khoan. C49 em bán là 440 nha các bác. C49 em bán 440. Em qua C48 ạ. Em cũng có một cái đế này. Nó cũng để mũi khoan này. Nó có những cái lỗ này là nó có số hết luôn nha các bác. Đấy. Hình thức của nó đây ạ. Lớp sơn mạ nó còn nguyên nhá các bác. Em quay đằng sau dưới đây ạ. Đấy, một cái đế này rất là nặng luôn nhá các bác. Em đo chiều dài của nó. Chiều dài của cái này nó là rơi vào 22 năm nhá các bác. Và bản ngang của nó đây. Bản ngang của nó là 12. Và nó cao. Nó cao là 5.5 ạ.
nó làm nó có bốn cái chân này này, rất là chắc, để các bác thợ mình để những cái cây khoan lên đây, mũi khoan lên đây, khi mình sử dụng thì nó rất là tiện lợi ạ. C48 em bán 800k nhé, C48 800k. Em qua C51 ạ, 50 ạ. Em có một cái thùng đồ nghề nhé các bác. Em có một cái thùng đồ nghề hiệu của Tôn Búc ạ. Hiệu của Tôn Búc các bác. Hình thức của nó thì rất là còn rất là đẹp ạ. Đây. Đấy, hình thức của nó rất là đẹp. Này, hiệu Tôn Búc. Đấy. Em mở ra cho các bác mình xem đây. Nhiều tầng nhé các bác, đấy thấy không, tha hồ mình để những ốc vít rồi thì nói chung là còn rất là mới luôn ạ. Đây, bên trong của nó đây, rất nhiều ngăn nhé các bác, rất nhiều ngăn thì mình đóng vào này. Và nó có quay sách đây ạ. Chiều ngang của cái thùng này em đo chiều ngang chiều dài ạ, nó rơi vào 40 ạ, rơi vào 40 xăng nhá các bác. Và ngang, và ngang của nó là nó rơi vào là 21.5 ạ, 21.5 xăng. Chiều cao của nó rơi vào 23 ạ, rơi vào 23 xăng. Nó có tay cầm này các bác. Màu của nó thì rất là đẹp ạ, còn mới ạ. Và đầu của nó đây, một đầu nữa đây ạ. Còn mới nha các bác. Dưới đáy của nó đây ạ. Rất nhiều ngăn. Hiệu của Tôn Búc rất là đẹp ạ. Cái thùng đồ nghề này thì C50 em bán 480k nha các bác. 480k đây. Còn mới luôn ạ. C50 480. Em qua C51 để em có một cái đồng hồ đây. Nó còn chạy nha các bác. Con gà bộ thóc này là từ ngày xưa mà nó lên dây cót ạ. Lên dây cót. Em quay đằng sau đây. Lên dây cót cho các bác, không phải pin biết gì hết ạ. Có treo lên tường cũng được hoặc mình để ở bàn. Đấy, hiệu con gà bổ này mà rất là chính xác luôn. Bây giờ là 6 giờ kém 5 rưỡi nhé các bác. Bây giờ 5 rưỡi ạ. Kim dây này, màu đỏ. Kim giờ mấy kim phút nó đang chồng lên nhau đây. Rất là đúng luôn ạ. Em đo ngang qua, ngang qua đây. Đường kính của nó là 10 xăng nhá. Đường kính của nó 10 xăng. Còn mới ạ. Còn rất là mới luôn. Đấy, một. Cái này thì rất là hiếm nha các bác. C51 600k. Đấy, bác qua em để gần này các bác thấy nó chạy chưa? Rất là đúng luôn ạ. Khi nó không chạy mình lại lên dây cót cái thôi là lại chạy, không phải pin biếc gì cả. Mất việc. C51 600k nhé các bác. Các bác có nghe tiếng gà nó bổ thóc không? Đấy. C51 600k. Qua C52 em có một bộ đây. Này là nó còn mới 100%, chưa qua sử dụng nhé các bác. Hình thức của nó đây ạ. Hai cái đĩa rất là dễ thương nhé các bác. Đẹp. Nó lại viền vàng nữa. Viền vàng nữa, rất là sang trọng ạ. Rất là sang trọng.
Cái này thì hình lục giác nhé các bác. Em đo qua ngang của nó đây, nó rơi vào 22 năm này. Hai chiều như nhau hết luôn ạ. Và cái đáy của nó đây ạ. Cái này thì ngày Tết mình có thể mình để bánh kẹo hoặc là trái cây mình gọt mình để vào đây thì là rất là dễ thương rồi. Nó còn trong cái hộp mới như thế này nhé các bác mình. Nằm trong cái hộp mới. Và có một bộ đây nữa ạ. Nó cũng nằm trong một cái hộp như thế này. Bộ của nó nha các bác. Này. Tem mác của nó đây ạ. Và nó cho mình 6 cái đĩa nhỏ này. 6 cái đĩa nhỏ này em đo qua đây. À, nó rơi vào 15 ạ. Một chiều này thì nó 14 ạ. Chiều này nó cũng 15 hết ạ. Bằng nhau, nó giống hình thức, nó giống cái đĩa bở nhá các bác. 6 dĩa luôn. Này nó có tem mác luôn đây ạ. Nó còn mới chưa qua sử dụng nhá các bác. Và cái ly của nó đây các bác. Ly thì rất là đẹp luôn. Em đo chiều cao của nó rơi vào 11 xăng. À, miệng của nó là 5,5 ạ. Và cái đáy của nó là 4 xăng nhé các bác. 4 xăng. Một bộ như thế này. 6 ly và 6 đĩa. Màu sắc rất là đẹp luôn. Đấy. Combo 2 đĩa lớn này nữa. Em bán 680k nhé các bác. 680k. 2 đĩa lớn, 6 đĩa nhỏ và 5 ly. 2 đĩa lớn, 6 đĩa nhỏ và 5 cái ly, màu sắc thì là rất là dễ thương luôn. Rồi, video của em xin kết thúc ở đây ạ. Các bác xem video của em thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Không quên bấm vào nút chuông theo dõi để thấy em lên video được sớm hơn ạ. Và thích ưng ý món nào gọi điện trực tiếp vào điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Em xin chân thành cảm ơn ạ.